ý xử, sử sứ khở. Bài 40, tương với phần tiếp theo của bài 12 quyển 1. Trước tiên hãy nhắc lại cách nói trả cô tiền này hoặc tiền của anh đây. Cấy nì chén. Cấy nì chén. Trong đó từ cẩy có nghĩa là cho. Cho tôi à? Cái uống á? Cái uống á? Cái này cho bạn cái này, cái này. Tôi giới thiệu cho các bạn nguyên văn là tôi cho các bạn giới thiệu. Tôi kế nỉ men chia sảo. Tôi kế nỉ men chia sảo. Tôi giới thiệu cho các bạn một chút nguyên văn là tôi cho các bạn giới thiệu một chút. 我给你们介绍一下儿，我给你们介绍一下儿。